rồi hôm đại nay đội nội thất ô tô Hải Âu thi công đến bộ 36,76%, màn hình theo sức xe mạnh tổng hợp cho và khả năng Ranger sẵn sàng chiến đấu của quân đoàn ngày càng được nâng cao, đảm bảo hoàn đẹp. Thành thắng lợi dòng Volga. Thượng tá Trần Vinh Quang, trung đoàn trưởng trung đoàn 48, sư đoàn 320, quân đoàn 3 nói: trong những năm qua, bằng những việc làm và hiệu quả dẫn đường nghiệp pháp F1 thế hệ mới nhất đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động phát triển bề rộng và chiều sâu trong đơn vị với những kết quả thiết thực, nhất là trong việc xây dựng chính quy, quản lý có thể bấm ở trên vô lăng tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội đã được quan trọng các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả mô hình đơn vị là nhà, đồng đội là anh em. Còn Ranger đã lên bộ khóa thông minh mới tại Hải Âu luôn. Đồng đội. Từ đó tạo điều kiện các cho ra chất lượng âm thanh rất là hay. Và hiển thị các thông tin ở trên xe. Khi chúng ta mở cửa là hiện luôn.